bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 89. Thọ giới tại Phổ Đà Sơn. Năm Dân Quốc thứ 36, 1947, Hòa Thượng đến Phổ Đà Sơn thọ giới cụ túc tại đạo tràng Quán Âm Bồ Tát. Lúc bấy giờ Ngài đã 29 tuổi. Hòa Thượng kể: đến Ninh Ba Trầm Gia Môn, tôi tìm được một chuyến tàu đi miễn phí, còn đãi cho cơm ăn và chỗ ngủ ở trên bông tàu. Cuối cùng tôi cũng tới Phổ Đà Sơn. Đó là một trong bốn ngọn núi lớn nổi tiếng của Trung Quốc. Chùa ở Ngũ Đài Sơn có vài trăm thắng cảnh. Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn cũng vậy. Ngũ Đài, Nga Mi, Cửu Hoa là ba cảnh núi có tiếng mà tôi chỉ được nghe danh thôi. Trên Phổ Đà Sơn có rất nhiều chùa miếu và người xuất gia. Bồ Tát Quán Thế Âm thường thường hiển linh ở đó, giống như chánh điện của chùa Phổ Tế. Thấy không lớn lắm nhưng có thể chứa cả ngàn người, cả vạn người. Thậm chí cũng là nơi vẫn có đủ chỗ cho cả 10 vạn người. Đây là một bảo điện không thể nghĩ bàn. Người ở Phổ Đà Sơn thích ăn mía thối. Không biết họ làm sao để có được mùi thối như vậy, thối đến nỗi không thể tưởng tượng. Tôi vốn không kén ăn. Tôi ăn đồ ăn ngon hay dở đều như nhau. Nhưng khi đến đó, ăn món mía thối này, tôi thật cảm thấy không dễ ăn chút nào. Ngược lại, dân địa phương đó lại thích món mía thối vô cùng. Cho nên dân chúng ở mỗi một nơi thích ăn mỗi một thứ không giống nhau. Ở Phổ Đà Sơn lúc đó, người không có tiền cũng được thọ giới, nên tôi mới được thọ giới như ý nguyện. Trong lúc thọ giới, mỗi ngày tôi đều lại tổ sư. Sáng nào tôi cũng lại Tây Thiên Đông Độ Lịch Đài Tổ Sư ba lại. Tối đến tôi cũng lại. Khi lễ lại, tôi phải đến tổ đường, và từ chánh điện đến tổ đường phải đi lên núi. Chỗ đó có nhiều bậc thang. Từ bên đây lên núi mất 5 phút, rồi từ bên đó xuống núi cũng mất 5 phút. Mỗi ngày tôi đều làm vậy để làm gì? Lễ ba lại. Tại sao phải lại tổ? Để tỏ lòng hiếu thuận Tây Thiên Đông Độ Lịch Đài Tổ Sư. Nếu muốn xuất gia thọ giới, chúng ta nhất định phải cung kính các tổ sư thời quá khứ. Cho nên trong thời gian thọ giới, mỗi ngày chúng ta cần phải lễ tổ. Vị sư dẫn lễ nói: bài ban, xếp hàng, đứng đối diện, hướng trước xếp hàng, đảnh lễ tam bái, đều theo cách thức như vậy. Ở Trung Quốc, người xuất gia đứng đối diện nhau. Còn ở Mỹ, chúng ta đều đứng hướng về Phật khi tụng công phu khuya và chiều, chứ không đứng đối diện nhau. Cho nên chúng ta có thể nói bài ban, hướng trước, đứng cung kính, sau đó đảnh lễ tổ sư. Quy củ ở đây là đứng hướng Phật, không giống Phật giáo ở Trung Quốc là đứng đối diện nhau, để không phải anh nhìn tôi không thuận nhãn, tôi nhìn anh muốn nổi sân. Chúng ta hiện ở phương Tây, không ai nhìn ai hết, mà chỉ ngắm nhìn Phật. Vì Phật sẽ không bao giờ nổi giận với bất cứ người nào. Cho nên tôi nói, Phật giáo của chúng ta ở đây không phải là Phật giáo ở Trung Quốc, mà là một Phật giáo mới phát triển ở Tây Phương. Nếu người xuất gia nào chưa đủ 20 tuổi thì không được thọ giới tỳ kheo ni, mà trước nên thọ sa di ni hay tam tiểu trọng giới thức xoa mana. Thế mà lúc thọ giới ở Phổ Đà Sơn, có những chú 13-14 tuổi cũng tới thọ giới. Có lẽ hiện là thời mạt pháp, có thể nói là thời đại nguyên tử, nên việc gì người ta cũng muốn mau lẹ. Lúc bấy giờ Hòa Thượng truyền giới là thầy khai luân, khi thọ giới xong mới chính thức là đã xuất gia. Theo giới luật Phật, người nào xuất gia trước một tiếng đồng hồ sẽ lớn bậc hơn người xuất gia sau, và ngôi thứ cũng cao hơn một chút. Cho nên người xuất gia trước là sư huynh, xuất gia sau là sư đệ. Thọ giới trước là giới huynh, thọ giới sau là giới đệ, tức lấy việc phát tâm trước để đặt thứ bậc cao hơn. Vì vậy trong Phật giáo chúng ta phải cung kính người đi trước, tức là người tu hành trước. Năm Dân Quốc thứ 36, 1947, tôi tham gia Hội Liên Nghị Tôn Giáo. Hội này do vị quá cố giáo chủ Du Bân sáng lập, với hy vọng các tôn giáo sẽ liên kết hỗ tương tôn trọng lẫn nhau, cùng hiển bày chân lý của tôn giáo để có thể phát dương tinh thần đại công vô tư, không thiên lệch một bên. Tuy tôi ủng hộ hội này,
nhưng chưa thấy mặt vị lãnh đạo của hội bao giờ. Cho mãi đến năm 1973, khi đến Đài Loan, tôi mới có dịp gặp mặt vị lãnh đạo. Chúng tôi vừa gặp nhau mà dường như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Ghi chú: chùa Phổ Tế ở Phổ Đà Sơn tọa lạc tại chân núi Linh Thứu về phía nam của núi Bạch Qua, là chùa đầu tiên ở Phổ Đà Sơn, còn gọi là Tiền Tự, hậu tự là Pháp Vũ Thiền Tự. Chùa này lúc trước là diện bất khẳng khứ Quán Âm, nghĩa là diện Quán Âm không chịu đi. Đời đường niên hiệu Hàm Thông, 847 đến 859, nhà sư Huệ Ngạc là người Nhật đến Ngũ Đài Sơn thỉnh pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát về Nhật thờ phụng. Trên đường về nước, hốt nhiên thuyền gặp sóng to, còn hiện hoa sen bằng sắt cản trở không cho đi. Sau khi sư ngước lên trời cầu nguyện, liền biết rằng tượng Quán Âm không chịu rời khỏi Trung Quốc. Sư bèn dừng lại ở giữa biển, đảo Phổ Đà Sơn, phía nam núi Bạch Hoa, rồi kiến lập chùa ở dưới ngọn Linh Thứu, phụng thờ tượng Quán Âm. Lúc bấy giờ người ta xưng gọi chùa đó là diện Quán Âm không chịu đi Nhật Bổn. Đến đời Hầu Lương, năm Trinh Minh, chùa bị phá hủy rồi lại được tái kiến. Đến đời Khang Hy, năm 38, 1699, chùa lại được tu bổ thêm lần nữa. Sau đó được ban tên là Phổ Tế Quần Linh, Phổ Tế Thiền Tự. Đây là nhân duyên mà chùa Phổ Tế có tên như vậy. 90. Khó về Đông Bắc. Thọ giới xong, Hòa Thượng đến Linh Nham Sơn ở Tô Châu. Vào mùa hè, Ngài đến Thượng Hải đáp thuyền định trở về Đông Bắc. Nhưng khi đến Thẩm Dương thì đường giao thông bị quản chế, nên Ngài đành phải quay về Linh Nham Sơn. Hòa Thượng kể: sau khi thọ giới ở Phổ Đà Sơn xong, tôi đến Linh Nham Sơn, Tô Châu, ở đó nửa năm. Vào mùa hè, khi đi ngang qua Thượng Hải, tôi theo thuyền tị nạn về Đông Bắc. Trên thuyền tôi gặp một ông cư sĩ lớn tuổi, học Phật đã lâu năm. Ông biết rất nhiều người, có lẽ lúc trước là quan quyền chi đó. Ông hỏi đồng, gọi là Đồng Nhất Hạnh, Độc Âm. Ông ấy nói ông có một người bạn hiện sống ở Bắc Kinh. Bạn ông tin Phật, lễ Phật, niệm Phật, sao bái Bồ Tát Quán Âm, nhưng lại móng tâm dâm dục. Nói Bồ Tát Quán Âm đẹp hấp dẫn thiệt, vừa khởi niệm như vậy liền bị tẩu hỏa nhập ma rất trầm trọng. Ông đồng cũng biết về tôi đôi chút, nên giới thiệu bạn ông cho tôi xem bệnh. Lúc đó tôi quan sát thấy bạn ông không thể khỏi bệnh được, vì ông ta đã lại Phật với tâm nhiễm ô. Cho nên tôi hy vọng các vị phải chú ý, đi đến bất cứ nơi đâu lễ Phật niệm Phật, các vị nên thanh tịnh tâm ý, khẩn thiết chí thành mà lại Phật, không nên khởi tâm ô nhiễm. Không được mang các ý niệm nhiễm ô về trai gái, gia đình này nọ vào chùa. Khi tôi đến Thẩm Dương thì hết tiền. Ở đó tôi gặp thầy Hằng Diệt và sư phụ của thầy cùng mấy vị thầy khác đi chung với nhau. Họ cũng không có tiền và muốn tôi mua vé tàu cho họ, nhưng tôi đâu có tiền. Ngay lúc đó ông họ Mã lại xuất hiện. Ông Mã là người thường thấy Bồ Tát Địa Tạng. Vừa thấy tôi, ông ta chạy tới cúi đầu chào: sư huynh, huynh tới rồi à? Tôi nói: ông tới đây làm gì? Ông ta nói: tôi có đến chùa xem xét, nhưng tôi đâu biết huynh lại tới đây. Tôi nói: nhưng tôi biết là ông sẽ tới. Ông nhìn tôi rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Tôi nói: tôi muốn mua vé tàu nhưng không có tiền. Ông ta bèn đi tìm bà con bạn bè của ông, rồi ông cúng tiền, không những đủ mua vé mà còn dư lại rất nhiều. Các vị thấy không, tôi không tìm ông ta, nhưng ông ta lại tới kiếm tôi. Đây cũng là cảm ứng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó vì đường giao thông bị cấm ngăn, nên tôi phải trở về Linh Nham Sơn. Ha ha ha, 问什么的说呵。